Nếu các bác đang tìm kiếm một villa với phong cách châu Âu hiện đại nằm ngay tại phố cổ Hội An thì nhất định đừng bỏ lỡ Osaka Villa. Hãy cùng em check ngay xem villa này có gì nhé. Khu nghỉ dưỡng gồm 3 căn biệt thự hiện đại với thiết kế liền kề hình chữ U, có tầm nhìn thẳng ra trục đường chính khá chill. Không gian nơi đây được thiết kế với không gian mở, được bố trí hệ thống cửa kính ở bao quanh. Oh my. Osaka Villa bao gồm các hạng phòng: phòng có giường cỡ queen nhìn ra hồ bơi, wow, phòng deluxe giường đôi có ban công và phòng suite gia đình deluxe. Những căn phòng ngủ tại đây đều được lấy lối cảm hứng hiện đại từ thiết kế tổng thể. Không gian phòng được trang trí đơn giản, mỗi phòng được bố trí từ 1 đến 2 giường ngủ lớn liền kề ở chính giữa phòng. Điểm nhấn của phòng là không gian thư giãn cá nhân ở bên trong. Phòng vệ sinh được bố trí đầy đủ từ bồn tắm đến khu vực tắm đứng riêng. Toàn bộ không gian đều được ốp đá hoa sang trọng. Mời đến, mời đến. Bên cạnh hệ thống phòng nghỉ chất lượng với giá cả phải chăng, villa biệt thự Hội An này còn cung cấp rất nhiều tiện nghi cho khách hàng lưu trú, có thể kể đến như sân hiên tắm nắng, tiện nghi BBQ và quầy bar ngay trong khuôn viên. Nơi đây lại gần ngay làng rau trà Quế, nơi cung cấp rau sạch và là địa danh du lịch nổi tiếng mới mẻ và rất thú vị. Mê ly quá các bác nhỉ, còn chần chờ gì nữa mà không rủ ngay gia đình hay hội bạn thân đi tận hưởng liền thôi các bác nhở. Ai mà cần hỗ trợ tư vấn thêm thì cứ nhắn cho hai chip em nhé.